thấy mình có nhiều, có 1-2-3 điểm tương đồng gì đó rồi. Dạ, thì em cũng hy vọng là điều tốt đẹp sẽ xảy ra đối với mình đó. Em ở Bình Thuận. Đúng rồi, em ở Bình Thuận. Em bao lâu thì em mới về nhà một lần? Em thì hồi đó thì lúc mà mới vào Sài Gòn á, thì em hay về nhà giống như đi chợ vậy đó. Là nhưng mà sau này thì khi nào mà có việc cần thì tụi em mới về. Em hay đi về bằng xe máy luôn à? Em đi xe đò. Dạ, em nói chung là em không có ngại, em ngại đi xe máy, đi đường xa thì em ngại. Thì sau này mà mình quen nhau rồi thì lâu lâu muốn về thì alo cho anh sẽ chở về nhà. Dạ. Hay quá ha, giờ tính tới chuyện chở về nhà luôn ha. Nãy giờ chị ra ngoài thì chị cũng thấy là hôm nay mình đi có người thân mình đi theo. Em đi với ai? Em đi với chị gái. Em đi với ai? Dạ mẹ em ạ. Rồi, thấy bây giờ mình sẽ mời bác vào, mời chị em vào nhé. Để xem hai gia đình hai bên có ý kiến gì về cuộc buổi họp mặt ngày hôm nay. Dạ con mời vô ạ, à, con mời bác, mời chị gái vô. Dạ, chào bác ạ. À, hỏi bác năm nay bao nhiêu ạ? 67. 67. Thế nãy giờ lên rồi nghe hai con nói chuyện thì bác cảm thấy như thế nào? Rồi bác có yêu cầu gì về con dâu tương lai không? Dạ không, không có yêu cầu, nhìn thấy đó là được rồi. Nhìn thấy là vậy là được rồi, ưng rồi. Không phải, nó thấy chắc chắc. Thì con thấy bác 67 tuổi, chung là thật ra bác rất là đẹp. Dạ, thì bác thấy con như thế nào ạ? Bác thấy con là được. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, nếu như mà được thì thí dụ như mà hai bạn này muốn kết hôn sớm thì bác có đồng ý không? Không được hết. Mình đã có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? Sẵn hết rồi. Sẵn hết rồi. Thế về con trai bác ở nhà có tật xấu gì không bác? Tật xấu là ngủ nướng. À, đi lòng tới thứ bảy xong thứ bảy ngủ, chủ nhật ngủ luôn, đeo giày giữ nhà thì giữ nhà, còn không thì sao đi chợ. À, nhưng mà tại vì đi làm cả ngày rồi thì là bây giờ cũng phải cho cuối tuần cho nghỉ ngơi. Ở nhà không có rảy. Dạ rồi, hy vọng lần sau này mình có nhiều cái duyên hơn, trước tiên là có thể đưa bạn gái về nhà chơi thăm mẹ ha, rồi mình tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ rồi, ngồi xuống đi cưng. Chị nhận thấy bạn trai này như thế nào? Dạ thì cái bước đầu tiên thì em thấy thì em trai này rất là có khuôn mặt thiện cảm. Thiện cảm. Thì đến đây thì cũng là cái duyên để dành cho hai đứa rồi. Yeah. Là hai đứa cũng lớn rồi. Thì mong là hai đứa là cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu. Chứ mới gặp thì mình chưa nói gì, nhưng yeah, mình phải cho nhau một cơ hội để mình tiến xa hơn. Em là chị ruột đó phải không? Dạ. Chị thứ mấy? Dạ, chị thứ ba. Chị thứ ba. Rồi như vậy thì hôm nay gặp nhau gia đình hai bên cũng là cái nhân duyên, trước lạ sau quen thì trước tiên biết đâu sau này mình cũng là su gia. Thế bây giờ em qua rồi chào bác mình chào hỏi biết đâu ha. Sau này mình cũng là quyến thuộc bà con ạ. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi đẹp luôn. Chào hai bạn, bây giờ mình đã ổn định rồi ha. Bây giờ mình bắt đầu chia sẻ thật lớn để đối phương có thể nghe được những cái tâm sự của mình nha, những cái nguyện vọng của mình nha. Trước tiên là thông tin cá nhân, chào em tên gì? Em chào chị Cát Tường và bạn nữ bên kia. Em tên là Phạm Trọng Hoàng, sinh năm 1987. Hoàng đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm công ty may tại địa phương luôn ạ. À, công ty là mình đi làm cho người ta hay sao em? Giờ hành chánh hay sao em? Dạ, hành chánh ạ. Rồi, quê em ở đâu? Dạ, quê em thì ở Quảng Nam nhưng mà gia đình em định cư ở Đồng Nai, huyện Cẩm Mỹ là 30 năm rồi ạ. 30 năm rồi. Dạ. Mình đang sống với ai nè? Dạ, đang sống với ba mẹ. Nhà đông anh chị em không? Dạ, có 5 người nhưng mà 4 người gái, mình em con trai ạ. Rồi, mấy em gái đồ lập gia đình hết chưa? Dạ, lập hết rồi. Còn mình em thôi? Dạ. Là giờ nhà con mình em ở với ba mẹ thôi chứ mấy cô kia đi hết trơn rồi phải không? Dạ. Rồi, tới phiên em gái giới thiệu nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn trai bên kia cùng với mọi người trong trường quay. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Huệ. Năm nay em 34 tuổi, em đến từ Bình Thuận. Công việc của em hiện tại đó là em là nhân viên chăm sóc khách hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em 1986 ạ. 86, wow, là lớn hơn bạn trai 1 tuổi. Dạ. Em có ngại gì vấn đề tuổi tác không? Dạ, không ạ. Nhưng mà cô bên đây rất trẻ nha, nhìn rất là trẻ luôn. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em hay giúp đỡ người khác, nói chung là nhiệt tình trong công việc với anh em bạn bè. Với lại nói được là làm được. Tốt. Có tật xấu gì không? Điểm yếu gì không? Thì hút thuốc thôi ạ. À, hút nhiều không? Ngày bao nhiêu mấy gói? Thì cũng 7-8 điếu gì đây. Hết hồn, tưởng tôi hỏi ngày mấy gói, 7-8, tôi tưởng 7-8 gói tôi muốn chết luôn vậy. 7-8 điếu thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà từ từ dù mình có con cái là mình phải bỏ, nghe không? Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em thì em thấy em là một người có suy nghĩ rất là cầu tiến trong cuộc sống. Dạ, nếu như mà trong cái hoàn cảnh khó khăn thì em sẽ luôn luôn là vượt lên. Em thì tính cách thì em là một người rất là vui vẻ hòa đồng và em rất là dễ chịu. Nhược điểm của em thì em thấy là em có một chút nóng vội á chị.
chẳng hạn như là muốn làm một cái việc gì đó thì em hay có cái tính là muốn là làm liền và làm ngay và làm luôn. Dạ, nhưng mà sau này em suy nghĩ lại thì tức là nó sẽ tùy theo cái tình huống và tùy theo cái công việc cái chị. Nhưng mà là cái gì mà cần nhanh thì mình nhanh, nhưng mà cái gì mà cần chậm, cần suy nghĩ thì mình phải suy nghĩ lại. Rồi, thế thì tình trường mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì em thấy là em hơi thiếu may mắn một xíu trong cái chuyện tình cảm. Tức là lúc thời mà em còn đi học cấp 3 thì em vẫn có, tức là vẫn có bạn trai thích và em cũng có luôn. Tuy nhiên là kiểu như là tụi em không có cái duyên á chị, ông trời không có xe duyên, cho nên là cái thiên thời địa lợi không có, tụi em không có phát triển được cái tình cảm đó. Và sau này khi mà em vào Sài Gòn em đi học và đi làm rồi thì em cũng có những cái mối quan hệ. Tuy nhiên là những cái mối quan hệ đó thì nó chỉ dừng lại ở mức độ thích và tìm hiểu thôi. Như là tụi em không có duyên á, cho nên là nó không có tiến tới được cái chuyện hôn nhân. Có nghĩa là chưa có một mối tình nào chính thức. Dạ đúng rồi, chính xác là vậy hả chị? Không có hẹn đi chơi, có hẹn hò, ăn uống cùng nhau hay là có cái hẹn hò như vậy không? Dạ có chị. Rồi có hôn nhau, có nắm tay, có gì không? Dạ có thì tụi em chưa chị. Nắm tay có không? Dạ chưa luôn. Ủa chứ đàn ông gì lạ vậy, không có nắm tay luôn hả? Dạ không ạ, tại vì em nghĩ em thì nếu như mà khi nào mà em xác định là đối tượng của mình quen là tiến tới hôn nhân thì em mới là tiến tới những mấy chuyện đó. Trời ơi, có cái nắm tay thôi có gì đâu. Thật ra trong cuộc sống nhiều khi nam nữ cũng bắt tay nhau vậy em. Dạ đúng rồi, nếu mà trong công việc thì giao trong Zalo thì có chị. Còn nếu như mà đang quan hệ ở mức độ tìm hiểu á, chứ ví dụ đón em đi chơi rồi bước lên xe xuống xe gì đó cũng không có nắm tay hay qua đường, không có dắt qua đường gì luôn hả? Dạ thì mấy cái tình huống đó chưa có phát sinh á chị. Trời ơi thiệt, uổng phí cả chị... cuộc đời luôn á. Dạ, năm nay 34 tuổi rồi phải không? Dạ đúng rồi. Có khi nào em buồn không? Em nghĩ là tại sao mình lại như vậy không? Dạ có chị, em cũng có cái suy nghĩ đó. Em thấy thôi nhiều người sao thấy cái vấn đề đó sao thấy dễ dàng quá vậy, còn em sao thấy nó khó vậy? Tại em khó tính quá không? Em không nghĩ như vậy, tại vì có thể là em chưa có gặp cái duyên của mình đó chị, cho nên là cái chuyện đó nó không có được thúc đẩy. Rồi chút xíu chị sẽ quay lại cái vấn đề của em. Thế còn bên em trai thì sao? Em mình thì bao nhiêu mối tình có rồi? Hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là năm 2012. Nhưng mà lúc đó em đang làm ở trên Bình Dương, còn người ta thì ở gần nhà em luôn. Mình thì cứ lo đi làm, người ta thì cứ nói là sao ít thời gian cho nhau quá. Với lại lúc đó người ta mới có 18 tuổi à, nên cái khoảng cách xa xa quá, bắt đầu từ từ người ta nói thôi mình chia tay đi anh, thì em cũng thôi chứ không có gì hết. Còn mối tình thứ hai của em là năm 2016 nè, vì bạn gái đó nghe lời gia đình quá, mặc dù thương em nhưng mà vẫn nghe lời ba. Nói chung là ba bạn ấy khó, sau này bạn ấy cũng thôi luôn, vậy là hết rồi đó chị. Trời ơi, vậy là cũng có mối tình nào mà tính tới hôn nhân hay sâu đậm chưa? Thì cũng ý là hai người cũng nói chuyện đồng ý rồi, nhưng mà từ từ cái khoảng cách hay gì đó thì cũng không có tiến tới cái gì hết. Kỳ vậy, vậy là yêu thương nhau chưa có nhiều. Dạ, chắc vậy. Rồi qua hai mối tình vậy mình có rút ra cái kinh nghiệm gì cho tương lai không? Dạ thì nói chung em là con người sống thiên về tình cảm á. Nói chung em cũng muốn quen một người nào đó cũng thật lòng với mình để mình xây dựng tương lai, chứ nhiều lúc thứ bảy hay gì đó nhìn người ta giống như tuổi như mình á, mà cũng có họ chở con họ đi ăn uống vợ con rồi này kia, mình cũng buồn. Thì giờ chuyến này quyết chí lấy vợ nha. Dạ. Nhưng mà khi em nghe cô bên này đó giờ chưa có một mối tình nào, chưa có nắm tay luôn đó, thì em thấy sao? Em suy nghĩ sao? Thì chắc những người đó làm cho bạn ấy chưa rung động à, nên là bạn ấy không cho người ta nắm tay. Dạ. Hy vọng đến em thì sẽ có một chút sao xuyến gì đó nha. Có thể nó duyên nó đến chậm, nhưng mà hy vọng là nó sẽ có gì đó nó tốt đẹp. Em mong muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Dạ thì em thích về cái tính tình, thì em thích bạn đó hiền lành, chín chắn vậy, chín chắn trong cái suy nghĩ và lời nói. Và trung thủy, biết quan tâm chia sẻ và đặc biệt là biết lắng nghe. Khi mà bước vào một mối quan hệ thì em cũng rất là cái mong muốn bạn đó là thật sự là chân thành và nghiêm túc. Ngoài ra có tiêu chí yêu cầu gì về ngoại hình đồ kia gì không? Dạ về ngoại hình thì em thích bạn đó cao ráo, không ốm không mập, chung là vừa người chị, khỏe khoắn. Rồi được, bên đây mẫu người lý tưởng của mình như thế nào, muốn tìm người vợ như thế nào? Nói chung là bạn gái cao cỡ chừng 1m50 trở lên thôi ạ. Với lại biết kính trọng gia đình của mình là được, biết chịu khó làm ăn là được rồi ạ. Rồi đâu chị coi hình em coi. Rồi kiếm ảnh đi, cũng dễ kiếm lắm, không có khó đâu. Rồi tìm cô ấy đi, cũng dễ tìm đó, cũng không khó đâu. Sinh năm 86, cô ấy có thể là ai? Cô này. Tại sao chọn cô đó? Tại thấy theo trực giác của em thì chắc
sao chọn cái cô mà đang đứng gần cái anh vậy? Ta phải chọn cái cô xa xa đó chứ. Rồi em chọn anh nào? Anh này. Lý do sao chọn anh đó? Em cũng cảm giác thôi chị. Rồi mình cứ cầm tấm hình đó đi nha. Cầm hình đó đi, mình kiểm tra coi đúng hay không nè. Mời hai bạn nhìn. Em gái đúng rồi phải không? Hỏi thử coi bạn gái em chọn hình đúng không vậy cưng? Cái hình kế cái người này đúng không? Kế cái anh con trai, nhưng là vị trí thứ hai đó. Trời ơi, hay dữ vậy luôn hả? Thì người con trai không à, tới bạn. Hay quá, vậy là hôm nay có điềm rồi. Điềm lành, điềm lành. Hả? Có thể nhìn thấy 4-5 cô gái mà chọn đúng cô là hay quá rồi. Chắc có duyên hả chị? Có duyên rồi, tặng quà liền cưng. Tặng quà trái tim luôn. Có món quà nhỏ tặng em. Dạ, em cũng có món quà để tặng cho anh ha. Cảm ơn em nhiều. Quà gì vậy hai đứa? Dạ, em là một hộp sô-cô-la. Bên đây tặng gì đây? Dạ em gửi tặng cho bạn cái khung hình à. Thì em rất là hy vọng là sau này khi mà tụi mình về chung một nhà thì mình sẽ có cái bức ảnh gia đình trong cái khung ảnh đó. À, thấy đã được điềm lành nhiều lắm rồi đó nha. Em thấy rất là vui ạ. Tại vì theo như trực giác của em đoán bạn ấy là đúng bạn ấy luôn. Nói chung là thấy rất là vui. Rồi, còn em, cảm xúc đầu tiên? Nói chung là em thấy bạn thì bạn cũng dễ thương, nhìn cũng hiền. Nhưng bây giờ bắt đầu cho một cái mối quan hệ tương lai mình chưa nói trước được. Bây giờ là anh em chứ không có bạn mình, tôi tự tin lên. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Ăn Kho. Mình vừa ăn, mình vừa tâm sự tiếp nha. Dạ. Chị Tường muốn là anh em cho nó ngọt miệng, cho nó quen miệng trước. Để hôm hồi tôi đi ra ngoài mà trong này cứ mình tôi bạn bạn hoài mệt lắm. Mời hai em thưởng thức món ăn của nhà hàng Ăn Kho. Đây là món lõi vai bò Mỹ nướng sốt teriyaki, bánh khoai tây, bông cải, xào bơ và sốt vang đỏ. Rất là hấp dẫn. Vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn có một buổi trưa ngon miệng. Dạ. Rồi ăn đi cưng. Dạ. Em có hay đi. Đó là cái câu hỏi mà em cũng tự hỏi bản thân của em bấy lâu nay đó. Nhưng mà em suy nghĩ là, tức là em cũng có đối tượng, nhưng mà kiểu như là nó không có hợp, cho là nó bị nhiều yếu tố chi phối á, cho nên là em không có quen được. Em cũng rất là mong là mình ở sớm gặp được cái định mệnh của mình. Thì anh cũng hy vọng như vậy, tại vì thấy mình có nhiều, có 1-2-3 điểm tương đồng gì đó rồi. Dạ, thì em cũng hy vọng là điều tốt đẹp sẽ xảy ra đối với mình đó mà. Em ở Bình Thuận. Đúng rồi, em ở Bình Thuận. Em bao lâu thì em mới về nhà một lần? Em thì hồi đó thì lúc mà mới vào Sài Gòn á, thì em hay về nhà giống như đi chợ vậy đó. Là nhưng mà sau này thì khi nào mà có việc cần thì tụi em mới về. Em hay đi về bằng xe máy luôn à? Em đi xe đò. Xe đò. Dạ, em nói chung là em không có ngại, em ngại đi xe máy, đi đường xa thì em ngại. Thì sau này mà mình quen nhau rồi thì lâu lâu muốn về thì alo cho anh sẽ chở về nhà. Dạ. Hay quá ha, giờ tính tới chuyện chở về nhà luôn ha. Nãy giờ chị ra ngoài thì chị cũng thấy là hôm nay mình đi có người thân mình đi theo. Em đi với ai? Em đi với chị gái. Em đi với ai? Dạ mẹ em ạ. Rồi, thế bây giờ mình sẽ mời bác vào, mời chị em vào nhé. Để xem hai gia đình hai bên có ý kiến gì về buổi họp mặt ngày hôm nay. Dạ con mời vô ạ, con mời bác, mời chị gái vô. Dạ, chào bác ạ. Hỏi bác năm nay bao nhiêu ạ? 67. Thế nãy giờ lên rồi nghe hai con nói chuyện thì bác cảm thấy như thế nào? Rồi bác có yêu cầu gì về con dâu tương lai không? Dạ không, có yêu cầu, nhìn thấy đó là được rồi. Nhìn thấy là vậy là được rồi, ưng rồi. Không phải, nó thấy chắc chắc. Thì con thấy bác 67 tuổi, chung là thật ra bác rất là đẹp. Dạ, thì bác thấy con như thế nào ạ? Bác thấy con là được. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, nếu như mà được thì thí dụ như mà hai bạn này muốn kết hôn sớm thì bác có đồng ý không? Không được hết. Mình đã có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? Sẵn hết rồi. Sẵn hết rồi. Thế về con trai bác ở nhà có tật xấu gì không bác? Tật xấu là ngủ nướng. À. Đi làm tới thứ bảy xong thứ bảy ngủ, chứ nghịch ngủ luôn. Kêu dạy giữ nhà thì giữ nhà, còn không thì sao đi chợ. À nhưng mà tại vì đi làm cả ngày rồi thì là bây giờ cũng phải cho cuối tuần cho nghỉ ngơi. Nhà không có rảy. Dạ, rồi, hy vọng lần sau này mình có nhiều cái duyên hơn. Trước tiên là có thể đưa bạn gái về nhà chơi, thăm mẹ ha. Rồi mình tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ, rồi ngồi xuống đi cưng. Chị nhận thấy bạn trai này như thế nào? Dạ, thì cái bước đầu tiên thì em thấy thì em trai này rất là có khuôn mặt thiện cảm. Thiện cảm. Thì đến đây thì cũng là cái duyên để dành cho hai đứa rồi. Dạ. Là hai đứa cũng lớn rồi. Thì mong là hai đứa là cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu. Chứ mới gặp thì
mình chưa nói gì nhưng mình phải cho nhau một cơ hội để mình tiến xa hơn. Em là chị ruột đó phải không? Dạ. Chị thứ mấy? Dạ chị thứ ba. Chị thứ ba. Rồi như vậy thì hôm nay gặp nhau gia đình hai bên cũng là cái nhân duyên, trước lạ sau quen thì trước tiên biết đâu sau này mình cũng là xu gia. Thế bây giờ em qua rồi chào bác mình chào hỏi biết đâu ha. Sau này mình cũng là quyến thuộc, bà con quyến thuộc với nhau. Rồi Tường cũng thay mặt cho chương trình trước tiên là chúc bác nhiều sức khỏe, chúc em nhiều sức khỏe nha. Một hồi đoạn đường về nữa chúc hai mẹ con thượng lộ bình an, hy vọng rằng thời gian sắp tới bác sẽ có dâu hiền nha. Tôi cũng rất cảm ơn cô rất nhiều. Dạ con cảm ơn bác. Rồi cảm ơn em. Rồi em cảm ơn chị. Rồi rồi vui ha, tại vì mẹ cũng có vẻ đồng ý, chị cũng là đồng ý. Thực sự là tuổi tụi em chín chắn hết trơn rồi. Thôi bây giờ chơi một cái game show nhỏ nhỏ cho vui, bóc một lá bài coi yêu cầu của chương trình nói gì. Đọc lớn lên nè. Bạn gái hãy vừa hát vừa múa minh họa một ca khúc dễ thương khiến bạn nam bật cười. Trời ơi, vừa hát vừa múa nữa nè. Ây da. Rồi. Dạ, chị cho em hát, em không biết múa. Chị. Vậy em hát bạn này múa minh họa. Dạ. Rồi, mời em. Em sẽ hát bài Tơ Duyên ha, anh biết bài đó không ạ? Anh không biết nhưng mà anh sẽ múa minh họa. Dạ. Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mươi, tung tăng đưa người thương mến xa lạ, qua bên tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô dâu, nói câu đẹp hiền ngoan xinh xinh, nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo, trong áo dài khăn đóng quê hương. Hay, dễ thương quá. Người ta có hỗ trợ mình đấy nghe. Giờ tới phiên mình nè, bóc thăm coi. Bạn nam hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít tấp 10 cái. Rồi, ra vào đó luôn cưng. Hít tấp có 10 cái dễ ẹt. Đếm đi em. 1 5 6 7 8 9 10. Rồi đủ rồi anh. Trời, bonus thêm cái nữa ha. Ồ, sức khỏe dẻo dai, được. Hít đất nhiều vô cho cái bụng nó nhỏ lại. Ok rồi đó, cao ráo, đẹp trai mà bụng có hơi dư mỡ xíu 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 thôi. Bây giờ mời em qua đây. Chị mời em qua đây. Bạn gái chưa bao giờ nắm tay một người bạn trai. Mời em đứng lên. Chị chỉ nắm tay thôi chứ không làm gì đâu. Nắm tay đi hai em. 30 giây cho chị nha. Nhìn thẳng vào nhau. Và cuối cùng hãy phát biểu cảm nghĩ của mình trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Em có thấy rung động không? Là em thấy tay của anh ấm. Ấm có nghĩa là có một luồng hơi ấm truyền vào tay em á. Dạ. Anh hy vọng em sẽ bấm nút để cho hai đứa mình một cái cơ hội. Dạ. Cảm ơn em. Đó, chị lạo tạo thêm một cơ hội cho hai bạn nữa. Đây cũng phải có thể là cái nắm tay đầu tiên phải không em? Dạ. Đây là cái nắm tay đầu tiên với một cái người khác phái mà không phải là công việc, đúng không nè? Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Hai em suy nghĩ thật kỹ nhé. Nếu chúng ta cảm thấy rung động và có một cái gì đó, một cái điềm lành, một cái dấu hiệu tốt từ cái người đối diện thì chúng ta hãy nắm bắt cái cơ hội của mình. Hai em cũng lớn hết rồi. Trừ khi nào mình cảm giác là mình không có cảm xúc, cảm thấy là đối phương này không phải là người mình muốn tìm thì thôi mình cứ cho qua cái cơ hội này, coi như duyên mình nó còn đâu đó sẽ đến. Nhắm mắt lại, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của chị Tường. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Dạ em xin lỗi là em... Ai xin lỗi bạn nam bên kia là thật sự là em cũng chưa có cái cảm xúc nhiều lắm. Hôm nay thì đương nhiên là chị tôn trọng cái quyết định của mình, nhưng mà chị hy vọng những cái lần sau trong cuộc sống em phải mở lòng ra, hãy thử cho mình một cơ hội đi. Tại vì nếu mình nhìn mình chưa có cảm xúc bằng tình yêu, bằng trái tim thì mình phải dùng lý trí. Nếu mình nhìn lý trí mà mình cảm nhận người này là nó được coi như là tương đối đủ những cái điều mà mình mong muốn thì mình hãy thử cho mình một cơ hội. Nhiều khi nó qua cái quá trình tìm hiểu nữa rồi từ từ cái tình cảm nó mới phát sinh nha. Chứ nhiều khi là mình cẩn thận quá những cái lúc đầu như vậy mình sẽ có thể bỏ qua những cái cơ hội cho mình. Chị chỉ có ý kiến như vậy thôi nha. Rồi hôm nay thì bạn gái không bấm nút thì cảm xúc của mình như thế nào? Dạ hơi buồn tí ạ. Buồn ha. Dạ nhưng mà đúng là mọi thứ nó đều là nhân duyên cả, có thể nó cũng chưa có cái duyên. Thôi mời hai bạn đứng lên đi nè. Tường rất là buồn luôn quý vị, vì tôi nghĩ rằng cặp đôi này rất là xứng đôi, gia đình hai bên cũng rất là đồng ý,
Nhưng mà cảm xúc, khi mà đã dùng cái từ cảm xúc mà cô gái nói cảm xúc không có thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà Tường cũng cảm nhận rằng đây là một bạn trai rất là chân thành, cũng rất là chín chắn và nhiệt huyết trong cái tình yêu. Thì thôi, hôm nay cái duyên mình chưa tới, Tường cũng hy vọng rằng là cái tình cảm của em, cái tình duyên đâu đó của hai em nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng và bất ngờ trong một cái ngày gần đây. Chúc hai em sẽ sớm tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình nha. Cảm ơn vì đã đến tham gia với chương trình. Một lát nữa đưa mẹ về, cẩn thận nha. Rồi, cảm ơn em. Em gái cũng vậy nè, đây là một món quà của chương trình dành tặng cho em. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chúc em luôn tươi trẻ, xinh xắn và hy vọng rằng là em sẽ có một cái cơ hội nào đó mở lòng mình ra để đón nhận cái tình yêu của cuộc đời mình. Rồi, cảm ơn em.